Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát sóng trên truyền hình vệ tinh lúc 12 giờ trưa giờ Việt Nam, ngày 5 tháng 1 năm 2016. Hoàng Long kính chào quý vị. Hội nghề cá phản đối vụ tàu cá Việt Nam bị đâm chìm. Philippines góp tiếng với Việt Nam phản đối Trung Quốc bay thử nghiệm ở Trường Sa. Ả Rập Saudi cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran. Và một số tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Truyền thông trong nước cho biết Hội nghề cá Việt Nam hôm thứ Hai 4 tháng 1 đã gửi công văn lên các cơ quan chính phủ trung ương để phản đối hành động được nói là tàu Trung Quốc đâm chìm tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam trong vùng biển thuộc tỉnh Quảng Trị hôm 1 tháng 1. Trang tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam dẫn lời ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghề cá Việt Nam, trong công văn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, gọi hành động của tàu Trung Quốc là phạm pháp và vô nhân đạo. Ông Trác nói Hội nghề cá cực lực phản đối hành động này và đề nghị cơ quan chức năng lên tiếng phản đối hành động này của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu phía Trung Quốc ngăn chặn việc này và bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Theo tường trình, tàu cá của ngư dân Huỳnh Thạch ở tỉnh Quảng Ngãi đã bị một tàu nước ngoài tấn công trực diện nhiều lần trong khi đang đánh bắt tại vùng biển đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị vào tuần trước. Những ngư dân gặp nạn đã được tàu cá của ngư dân Việt Nam đánh bắt gần đó đến ứng cứu. Báo cáo thông tin chính thức từ lực lượng biên phòng Việt Nam khẳng định tàu đánh cá vỏ thép của Trung Quốc đã đâm chìm tàu đánh cá của Quảng Ngãi ngay trong vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời Thượng tá Nguyễn Huy Thỏ, Phó Tham mưu trưởng tác chiến thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, vị trí nơi xảy ra vụ việc cách đảo Cồn Cỏ khoảng 40 hải lý về phía đông, nằm ngoài đường tiếp giáp lãnh hải, thường gọi là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ông nói các tàu nước ngoài có thể đi qua vùng biển này nhưng không được dừng đổ hoặc gây phương hại với tàu Việt Nam. Vậy nên việc tàu Trung Quốc đâm tàu cá Quảng Ngãi trong vùng biển này là hành vi xâm phạm nghiêm trọng. Trong khi đó, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết đã gửi công văn sang phía Trung Quốc đề nghị xác minh làm rõ và cho biết phía Trung Quốc về cơ bản đã nhận lời hợp tác. Chính phủ Philippines hôm thứ Hai tuyên bố rằng Manila, giống như Việt Nam, chống đối việc Trung Quốc thử nghiệm đường băng mới hoàn tất thi công trên một trong 7 hòn đảo mà Bắc Kinh mới xây trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nói rằng chính phủ Philippines đang cân nhắc việc phản đối hành động đó của Trung Quốc như Việt Nam đã làm. Ông Jose nói thêm rằng việc Trung Quốc đáp thử máy bay trên phi đạo xây trên đảo đá chữ thập đã làm tăng thêm căng thẳng và tình trạng bất định trong khu vực. Việt Nam hôm thứ Bảy đã lên tiếng phản đối việc Trung Quốc bay và thử nghiệm đáp trên sân bay tại đá chữ thập, nói rằng hành động đó là bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Phát ngôn viên Lê Hải Bình nói rằng hành động của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, đi ngược lại nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Hà Nội cũng yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn các hành động tương tự. Trong cùng ngày, Hà Nội đã trao công hàm phản đối hành động của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc đã xây sân bay bất hợp pháp trên đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm thứ Bảy nói rằng Trung Quốc đã điều một máy bay dân sự tới đảo đá chữ thập và bay thử để xem liệu sân bay mới trên hòn đảo này có đúng tiêu chuẩn của hàng không dân sự hay không. Bà Hoa nói hành động này hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi đó, Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại về hành động này của Trung Quốc. CNN dẫn lời Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng hành động đó không đóng góp vào nỗ lực giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Hoa Kỳ trước đó đã cảnh báo về các dự án xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong những vùng biển tranh chấp và hồi tháng 10 đã điều một tàu khu trục trang bị phi đạn hành trình tới gần đảo Subi để thách thức đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc quanh những đảo nhân tạo này. Báo The Economic Times của Ấn Độ cho biết nước này đã lập một trạm vệ tinh ở Việt Nam để theo dõi các hoạt động ở Biển Đông. Trang tin này nói rằng Ấn Độ đã đặt trạm theo dõi, tiếp nhận và xử lý dữ liệu vệ tinh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ cho biết sẽ sớm đưa vào hoạt động trạm vệ tinh ở Việt Nam và sẽ kết nối trạm này với một trạm khác ở Indonesia. Tin nói New Delhi đã chi 23 triệu đô la cho chương trình xây dựng trạm vệ tinh ở Việt Nam. Cơ sở này về cơ bản sẽ giúp theo dõi những vệ tinh phóng đi từ Ấn Độ và tiếp nhận dữ liệu từ những vệ tinh này. Ngoài Việt Nam và Indonesia, Ấn Độ còn có một trạm vệ tinh ở Brunei. Trạm vệ tinh mới ở Việt Nam sẽ là một phương tiện có tính chiến lược của Ấn Độ, có thể giúp New Delhi đóng vai trò quan trọng hơn trong việc theo dõi các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Từ năm 2014 tới nay, Ấn Độ đã liên tục cổ vũ cho quyền tự do hàng hải và bay ngang trên Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng quyết liệt hơn trong những đòi hỏi chủ quyền của mình đối với vùng biển này. Ả Rập Saudi đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran chưa đầy một ngày sau khi người biểu tình ở thủ đô Iran xông vào Đại sứ quán Saudi để phản đối việc nước này hành quyết một giáo sĩ Hồi giáo Shia có tiếng. Ngoại trưởng Saudi Adel Al-Jubeir loan báo quyết định này tối Chủ nhật, nói rằng tất cả những nhà ngoại giao của Iran phải rời khỏi đất nước trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Ông nói rằng vụ tấn công vào sứ quán là sự vi phạm trắng trợn mọi thỏa thuận quốc tế và các bộ Iran kích động vụ việc bằng những phát biểu hàn học. Diễn biến này là đỉnh điểm của một vụ khủng hoảng ngoại giao đang xấu đi nhanh chóng, nổ ra từ hôm thứ Bảy, ngay sau khi giới chức Saudi loan báo hành quyết ông Sheikh Nimr al-Nimr, giáo sĩ Shia thường phê phán Hoàng gia Ả Rập Saudi. 46 người khác cũng bị hành quyết ở vương quốc này hôm thứ Bảy, khơi lên sự phẫn nộ của quốc tế và những cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng cho Hoàng gia Saudi. Hàng trăm người Iran biểu tình hôm Chủ nhật ở Tehran, hô khẩu hiệu đòi giết chết Hoàng gia Saudi, cũng như Mỹ và Israel, những nước mà họ cáo buộc ủng hộ vương quốc này, bất kể những hành động của họ. Giá chứng khoán ở Trung Quốc và những thị trường khác ở châu Á sụt giảm mạnh trong ngày giao dịch đầu tiên của năm 2016, kéo theo sự sụt giảm ở những thị trường châu Âu. Chứng khoán của Trung Quốc đã sụt giảm gần 7%, khiến thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến phải ngừng giao dịch. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 3% lúc đóng cửa ngày giao dịch và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm hơn 2,5%. Trong khi đó, chỉ số DAX của Đức giảm hơn 4% và chỉ số FTSE tại London giảm hơn 2%. Các số liệu yếu kém về sản xuất của nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới là lý do chủ yếu dẫn tới tình trạng giảm giá mạnh, cộng với căng thẳng gia tăng ở Trung Đông. Giá dầu thô tăng lên trong ngày thứ hai, chủ yếu là do những lo ngại về mối quan hệ song phương căng thẳng giữa Ả Rập Saudi và Iran. Thị trưởng của một thành phố của Mexico đã bị sát hại hôm thứ Bảy vừa qua, chưa đầy 24 giờ sau khi bà nhậm chức. Bà Gisela Mota, cựu dân biểu liên bang, đã bị các tay súng bắn chết tại nhà ở thành phố Temixco. Ba nghi can, trong đó có một người vị thành niên, đã bị bắt giữ. Hai nghi can khác đã bị hạ sát trong cuộc đụng độ với cảnh sát. Báo Los Angeles Times đưa tin, các tay súng đã được trả 29.000 đô la để giết bà Mota và vụ ám sát này do băng đảng buôn ma túy The Red dàn dựng. Đức giám mục Ramon Castro nói rằng, ông nghĩ rằng vụ sát hại bà Mota có thể là một sự cảnh báo đối với các thị trưởng khác rằng nếu họ không hợp tác với các băng nhóm tội phạm có tổ chức, thì đó là điều sẽ xảy ra đối với họ. Hiệp hội giới hữu trách địa phương của Mexico cho biết trên trang Twitter rằng hơn 1.000 công chức thành phố đã bị sát hại kể từ năm 2006 và chủ yếu là do các băng nhóm tội phạm có tổ chức thực hiện. Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng quá nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử có thể ảnh hưởng tới thành tích học tập của trẻ em. Cục Trẻ Em Quốc gia Bắc Ireland của Anh mới công bố kết quả nghiên cứu cho thấy sử dụng máy tính quá nhiều khiến cho học sinh khó có cơ hội nhận điểm tốt khi thi cử. Mời quý vị theo dõi tường trình sau đây. Giỏi máy tính là điều đáng mong muốn trong thời đại kỹ thuật số ngày nay, và chơi trò chơi điện tử có thể giúp trẻ em trau dồi những kỹ năng này, miễn là không lạm dụng, theo cảnh báo của các nhà khoa học. Một nghiên cứu của Anh với sự tham gia của 600 thiếu niên trong khoảng thời gian 2 năm cho thấy những người chơi trò chơi điện tử ít hơn một lần một tuần đạt điểm số ở trường tốt hơn so với những người chơi 2 lần một ngày hoặc thường xuyên hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng sử dụng mạng xã hội hàng ngày không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Rõ ràng là mạng xã hội không có bất kỳ tác động nào. Tôi nghĩ mạng xã hội là một phần thiết yếu trong cuộc sống của mọi đứa trẻ. Đó là cách chúng giao tiếp, đó là cách chúng giữ liên lạc với bạn bè.
Cha mẹ phàn nàn ngày càng nhiều về việc khó làm cho con cái họ rời xa trò chơi điện tử. Một số người thậm chí còn tìm kiếm sự giúp đỡ cho những thiếu niên con của họ mà họ nói rằng đang nghiện trò chơi điện tử. Nghiên cứu không xem xét vấn đề nghiện, nhưng nói rằng trò chơi điện tử có thể khiến trẻ em thức khuya, làm chúng cảm thấy mệt mỏi và giảm khả năng tập trung ở trường vào ngày hôm sau. Một chủ sở hữu lâu năm của một cửa hàng trò chơi điện tử ở London cho biết, đó cũng là sự khác biệt giữa những trò chơi cũ và mới. Giờ người ta có thể làm trò chơi lớn hơn nhiều, chi tiết hơn nhiều và phức tạp hơn nhiều. Nó sẽ khiến trẻ em tập trung lâu hơn bởi vì chúng luôn muốn xem tiếp câu chuyện diễn ra sao. Chỗ này đang gây cấn, phải xem tiếp chuyện gì xảy ra mới được, vân vân. Trong khi những trò chơi cũ, chúng thử thách sự phối hợp tay và mắt của bạn nhiều hơn. Tốc độ, thời điểm hành động, phản ứng hơn là trí tưởng tượng của bạn. Ngành công nghiệp trò chơi điện tử lâu nay tuyên bố rằng không có liên hệ nào được chứng minh giữa trò chơi điện tử và chứng nghiện. Nhưng nghiên cứu mới cho biết cần có thêm những nghiên cứu để xác định tác động của việc chơi trò chơi điện tử nhiều và thành tích học tập ở trường. Những tấm năng lượng mặt trời hiện nay vẫn do nhà máy sản xuất, sử dụng một số chất độc tính cao như carbon chloride. Nhưng một nhà nghiên cứu tại trường đại học St. Mary thuộc bang Maryland của Hoa Kỳ nói rằng chúng ta đang tiến gần tới việc có thể tạo ra những tấm năng lượng mặt trời bằng cách sơn lên một bề mặt phù hợp, sử dụng những dung dịch không độc hại. Thông tin viên của đài VOA có bài tường trình sau đây. Công nghệ pin năng lượng mặt trời đang nhanh chóng mở rộng, hiện đang phụ thuộc vào những vật liệu quang điện đắt tiền như silic hoặc cadmium telluride. Và đó là lý do vì sao chi phí sản xuất, lắp đặt và bảo trì chúng vẫn còn cao. Giáo sư Troy Towson của Đại học St. Mary nói, những vật liệu vô cơ có hiệu năng kém hơn nhưng rẻ hơn nhiều, có thể được sử dụng để tạo ra những pin năng lượng mặt trời sơn được. Để bù đắp cho hiệu năng thấp, vật liệu rẻ tiền này có thể được sử dụng để che phủ một bề mặt lớn, chẳng hạn như mái nhà của toàn bộ cộng đồng dân cư. Thông thường, pin năng lượng mặt trời bằng silic có hiệu năng từ 16 đến 18%. Đã có một số loại pin năng lượng mặt trời bằng cadmium telluride bán ngoài thị trường của công ty First Solar có hiệu năng lên đến 20%. Thiết bị của chúng tôi hiện giờ là từ 5 đến 12%. Vật liệu quang điện có thể được tổng hợp bằng cách trộn những tinh thể nano với những dung môi hữu cơ. Tất cả những lớp này, chúng tôi đã có thể sản xuất được như một loại mực. Có thể in, phun hoặc quay tròn phủ sơn để làm cho thiết bị được xử lý bằng dung dịch hoàn toàn. Một khi đã sơn lên bề mặt phù hợp, chẳng hạn như thủy tinh, các lớp cảm quang phải được đun nóng cùng với một tác nhân. Thay vì những chất có độc tính cao thường hay sử dụng, ông Towson phát hiện ra rằng có thể sử dụng muối không độc hại. Những pin riêng lẻ có thể được mắc nối tiếp hay song song để tăng điện áp hoặc là dòng điện. Ông Towson hy vọng một ngày nào đó pin năng lượng mặt trời có thể trở nên rẻ hơn nữa cho người dùng cá nhân. Mục đích của thiết bị này là để người bình thường dễ dàng có được. Họ có tất cả những công cụ cần thiết để làm những thiết bị này trong nhà bếp của họ. Ông cũng tin tưởng rằng thêm nhiều nghiên cứu nữa sẽ giúp tăng hiệu năng của pin năng lượng mặt trời phun sơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tin tức của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Các chương trình radio, video của chúng tôi trên voatiengviet.com có thể xem dễ dàng khi dùng trình duyệt Opera, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video, trang Facebook VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Quý vị muốn đóng góp bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa@bạnlambao@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.